Hello và xin chào tất cả các bạn. Bắt đầu tập game nào, mình sẽ chơi hết những cái game mà để màn hình ngang trước. Là mình sẽ chơi full clip. Victory! New record!
thể bay được. Mình như sinh môi mà. Một con xe máy thì có thể hơn 100 cây số trên giờ. Đó là chất. À, nâng tầm ra bớt mồm nè. Thế là mình sẽ đến với game khác thôi. Bossy Hill. À thôi. Có rồi. Đang nặng đứng ở trên luôn. Này, quất này. Đến đích rồi mà nó chết kìa. Sai quá sai. Cho mặt luôn. Quá là đơn giản luôn. Không có đâu. Mày tỏ ra mặt đáng thương của mày. Để làm gì tao. Đau đầu. Tôi bị vỡ đầu đây. Một pha phối hợp rất là nhuần nhuyễn luôn. Chịu thua đi, xếp giờ gơn thôi nào. Giờ gơn chứ quá là nhiều. Nó cũng nhằm chán thôi. Em ơi, thành phố đang phá hủy bởi những con khủng long. Một đám cháy rất là lớn ở trước mặt mình mà mình không thể đi đâu được hết. Mình nghĩ là mình đổ nước thôi. Không đổ nước. Trời ơi. Không có đủ nước để mình có thể dập đám lửa này. Thì mình sẽ dùng mình tự hỏa mình lấy được ở đâu đó. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Có một người cho mình đi nhờ xe. Không, không. Mình sẽ không đi đâu. Tại vì đường xá bây giờ rất là hỗn độn. Mình đi xe sẽ dễ bị tai nạn lắm. Cô không nói rồi đâm mình. Tại thế rồi. Thôi mình nghĩ mình sẽ giảm làm cái cứt. Đấy, không đâm mình nữa. Không nói, sợ dẫn làm cứt đi gì. Mẹ trốn thoát vào khủng long, bây giờ mình đang lẩn trốn. Và hẹn các bạn ngày mai nha, mình sẽ chơi tiếp. Mà bắt đầu tập game nào, à, bắt đầu mình sẽ chơi game củ chuối này trước. Được rồi nha. Mày có đến nơi. Mình sẽ nhảy thật là nhuần nhuyễn nào.
quạt đấy mình ra này. Mình đã gần gần với đích được rồi. Về đích. Hoàn thành. Phải lý luận. Trời, còn một cái lỗ bé tí mà nó vẫn riêng qua được. Thật là đúng này. Thế thì càng khó càng có thể xảy ra. Nhảy lên nào, nhảy lên cái ghế này. Nhảy đây, nhảy vào đây, nhảy lên trên này. Piu. Nhưng cái gì càng khó xảy ra càng có thể xảy ra. Còn cái gì mà mình ngỡ là nó sẽ xảy ra, thực ra nó sẽ không xảy ra. Đúng là cuộc sống. Không thể tin tưởng được. Ok, PG Max này, mình sẽ đến với cái PG Max này. Hôm nay mình sẽ làm con này đi, mình sẽ xuống xuống đấy. Đấy là 3.000 này, 3.075 luôn này. Được ngay. Phần nào. Tìm thật đen gì. Play my pretty, play. Thank you.
Sẽ đến clean up, mình phải bật mạng lên này. Wow, khá nhiều thứ để mình có thể nâng cấp thật nhanh. Mình có khá nhiều thứ để mình có thể nâng cấp. Bên cạnh mình đang lên cấp rồi này. Wow. Mình sẽ vào đây mình hút hết các thứ. Được khá là nhiều đây. Wow, mình đã hút hết sofa, TV, các thứ các kiểu. Tưởng rất là đắt.
một căn nhà hàng mấy nghìn đô của mình đấy. Wow, 200.000. Tắt tiếng đi nào. Hai m hai mà mình có mỗi một m thôi, thôi nào, game tiếp theo thôi. Sonic Boom. Chết rồi. Mình sẽ giữ cái combo này, mình làm lâu. Mày qua vẫn có thứ để mình giữ combo, mặc dù hơi xa nhưng mà vừa vặn. Tám rồi, 30, yeah. Wow, có 44 mất nhỉ. Có 50. Đấy, mất combo rồi này, khá là nhanh, tích hợp combo khá là nhanh. Wow. Ba cái này, úi giời. Đâm chết xuống luôn. Bay lên trời cao. Mình đã tạo được combo 121 rồi. Một combo khá đẳng cấp. Đó. Một 130 combo mày qua đi. Cho đây nào. Sao mà sao giữ combo còn khó, tại vì nó hết rất là nhanh. Wow. Chết mà phải giữ combo. Wow, Shelly. Mình sẽ đến Rise Sheet. Um.
qua màn. Mình sẽ đến với HB Glass. Chờ anh lại một tí nào. Năm nào bây giờ nhỉ? Có thật sự. Nghiêng nghiêng nghiêng. Vâng, và video của mình đến đây cũng là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.